Đây xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Giác quan thứ 6. Chương trình ngày hôm nay được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Và hãy sẵn sàng cùng với hai người bạn đồng hành của tôi trong ban bình luận. Họ sẽ đưa ra rất nhiều lời cố vấn, đặc biệt là sự tư vấn chính xác để giúp cho người chơi ngày hôm nay gặt hái được nhiều số tiền thưởng. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón hai nghệ sĩ Lê Lộc và Hữu Tính. Ghê thiệt chứ, coi như hai họ ngày hôm nay không hẹn mà mặc đồ tông xịt tông quá chứ. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Đen huyền bí. Bên đây đàn gái. Đen nguy hiểm. Bên đây đàn trai. Tụi em sẽ đám cưới. Và bây giờ để chứng tỏ rằng ban bình luận của chúng tôi là những người nghệ sĩ rất thông minh và đưa ra những lời nhận xét đầy giá trị, hãy kiểm tra kiến thức. Ngoài cái giác quan thứ 6 thì chúng ta được biết là 5 giác quan cơ bản của con người. Lê Lộc nói trước một cái nào. Thính giác. Thính giác. Thị giác. Thị giác. Khứu giác. Khứu giác. Vị giác. Vị giác. Xúc giác. Ghê thiệt chứ, 5 giác quan chính xác. Ốc giác. Ốc giác. Tao ra muốn. Ốc giác là cái giác quan thứ 7 và chủ nhật cuối tuần chúng ta đi ăn ốc. Nhưng đây là chương trình giác quan thứ 6. Hãy sẵn sàng đưa ra những lời tư vấn của mình nhé. Và bây giờ xin mời hai nghệ sĩ về vị trí. Nôn nóng quá quý vị ơi, bởi vì bây giờ sẽ là sự xuất hiện của người chơi ngày hôm nay. Sẽ là một nghệ sĩ cũng rất là thông minh. Và tôi tin chắc chắn rằng trực giác của người con gái này là người bạn thân rất lâu của tôi rồi, sẽ giúp cho cô ấy gặt hái được nhiều số điểm. Đó chính là ca sĩ Vicky Nhung. Lại quên mình nhớ nhạc. Wow. Không biết biên tập có gọi điện thoại cho em là nói là hôm nay mặc đồ trắng đen không? Dạ không anh. Không á. Trực giác của những người bạn thân nè, mặc đồ như nhau luôn. Ghê thật, mình chơi với nhau là phải cỡ phải 3-40 năm rồi ấy. Hả, gì dữ vậy? Mới 18 tuổi mà chơi với nhau 3-40 năm, quá dữ luôn. Được, trực giác mình đoán rồi. Hôm nay có được nhiều rồi, đẩn mọi người đi uống trà sữa nè, Lê Lộc Hữu Tính nữa. Nhắm được nhiều. Người đã từng cao nhất là bao nhiêu vậy? 82 thôi, triệu đồng. Đảo ngược lại đi, 28. 28, ok. Em hy vọng ngày hôm nay sẽ gặt hái được trên dưới 28 triệu tiền thưởng. Chúc cho em thành công và con số sẽ lớn hơn nữa. Nào, Vicky Nhung, về vị trí nào. Vicky, với vị trí này, hãy sẵn sàng tương tác cùng với quý vị khán giả, cùng với rất nhiều nhân vật bí ẩn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ trải qua 5 vòng thi đấu. Qua 5 vòng thi đấu, mình sẽ đối diện với 5 ô số bí mật. Đằng sau nó là số tiền thưởng bao nhiêu, mệnh giá như thế nào mình chưa biết được. Có thể là 1 triệu, có thể là 5 triệu, có thể là 10 triệu, có thể là 15 triệu và có thể tối đa là 25 triệu. Đặc biệt là 3 vòng đầu tiên, Vicky Nhung sẽ có những đặc quyền của riêng mình. Một là ngôi sao may mắn để mình có thể nhân đôi số tiền thưởng nếu như mình đáng trúng. Hai, hỏi nhanh đáp nhanh đối với những nhân vật nào mình đang có rất nhiều nghi vấn mà muốn đặt câu hỏi cho họ. Và ba, đó chính là phương pháp loại trừ. Ban tổ chức sẽ giúp cho bạn loại trừ bớt đi những đối tượng nhân vật không phải thuộc về đáp án. Và bây giờ xin mời Vicky Nhung cùng với ban cố vấn hãy chào đón 6 nhân vật bí ẩn ngày hôm nay. Xin mời. Ghê thiệt chứ. Chương trình có ý đồ gì mà sao lại để cho 6 chàng hoàng tử trước mặt em thế này? Đối với hoàng tử và công chúa thì em thích hình tượng nào hơn? Em là hiệp sĩ. Ủa, hiệp sĩ hả? Nào, với cái ngoại hình ban đầu mình sẽ có những ấn tượng. Thì không biết là ấn tượng của Vicky cùng với ban cố vấn như thế nào về anh chàng số 1? Em đoán anh ấy làm một cái gì đó hơi cũng có một tí liên quan gì đến nghệ thuật. Đôi mắt rất là kiên định. Rồi, chúng ta hãy đến với chàng trai số 2. Chàng gương mặt này, hoàng tử này chắc đến từ xứ sở mát mẻ lắm nè. Mà anh thoải mái dễ sợ. Ý, anh ơi, em có một cái linh cảm là anh này là đầu bếp nha. Đầu bếp, cũng đúng. Chính xác. Còn anh chàng số 3, chà áo xanh đẹp nè. Nhìn anh này cũng rám nắng lắm, có khi anh là cầu thủ. Chị nhìn kỹ cái tai nha, cái tai đen hơn cái mặt. Cái tai đen đúng, hơn đúng, cái chính mặt. Chính xác, chính xác. Vậy là anh này là xe ôm. Đúng không? Chạy xe ôm thì hai cái tai nó đen được. Có thể là gì? Mình đoán chơi thôi mà. Hoàng tử thứ 4, bạn đoán xem. Anh này là, anh là bên y học. Y học tại sao? Anh đưa tay nó đau bụng quá nè. Nước, 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 đau bụng quá. Đây, trời, anh này số 5 không kém gì anh số 2. Trời anh ơi. Số 5 nãy giờ em nhìn anh chứ mặt vui. Tôi không biết anh làm nghề gì nhưng mà tôi nghĩ anh này có dòng họ, họ hàng với anh Chí Tài. Hai cái má giống quá. Đây, anh số 6. Ra dáng hoàng tử nè.
mũi cao, mắt sắc, thân hình thì cũng cao ráo. Cái mặt anh hay cười, anh làm nha sĩ, mang đến nụ cười cho mọi người. Wow, đó chính là vóc dáng của 6 chàng trai ngày hôm nay, cũng là 6 hoàng tử bí ẩn. Chưa biết được rằng là từ khóa bí ẩn đằng sau sự lựa chọn của Vicky Nhung sẽ là gì đây? Ngay sau đây, xin mời quý vị đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Kính thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là vòng 1 của giác quan thứ 6 được mang tên Ấn tượng đầu tiên. Với sự xuất hiện của 6 nhân vật bí ẩn trong ngoại hình là những chàng hoàng tử, trước tiên thì chúng ta phải lựa chọn con số may mắn của mình trước đi. Em sẽ chọn số 3. Tại sao vậy? Số 3 có ý nghĩa gì với em? Đối với em, con số 3 là con số mà em thích. Rồi, bây giờ chúng ta đến với phần chào sân của cả 6 chàng hoàng tử. Xin mời chàng số 1. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Linh Phong. Là một người rất yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp. Đối với tôi, cái đẹp đều đúng và dường như tôi luôn luôn đúng. Vậy mọi người hãy đón xem tôi là ai. Wow, cái giọng nói nha, mình để ý cái giọng nói để mình lát nữa mình đoán xem nghề nghiệp là gì. Xin chào hoàng tử số 2. Xin kính chào tất cả mọi người, tôi là Hoàng Trương. Tôi là một người yêu thích âm nhạc. Tôi luôn bị cuốn hút bởi những giai điệu du dương của cuộc sống. Và dường như tôi đã gặp được tình yêu của đời mình. Lê Lộc ơi, em hãy tha thứ cho anh, vì anh đã mắc phải lời nguyện của em. Cô gái xinh đẹp Lê Lộc. Lê Lộc ơi, anh cố gắng hát hay giống như em rồi đó. Trời ơi. Tình yêu ơi, nhất định nàng phải chờ ta. Ta sẽ tự tay dâng đến cho nàng chiếc dài pha lê, và cùng nắm tay nàng sống hạnh phúc đến trọn đời. Và mọi người hãy đón xem tôi là ai. Hay quá, xuất sắc. Hiếm khi nào mà thấy được phần chào sân mà tự tin đến như vậy. Rõ ràng là ngày hôm nay giống như là đi tìm kiếm công chúa vậy đó. Mà không ai coi em là công chúa. Thì người ta coi em là hiệp sĩ mà. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, cảm ơn hoàng tử số 2. Dạ bây giờ sẽ là lời chào của hoàng tử số 3. Xin chào mọi người, tôi là Hoài Phong. Tôi là người rất thích được hòa mình cùng với thiên nhiên, được ngắm hoàng hôn trên biển cả và thích nghe những âm thanh của sóng biển. Chính tại nơi này, ta đã tìm được tình yêu của đời mình, Lê Lộc. Đúng hả? Ta yêu nàng. Và nếu có cơ hội, ta sẽ mời những người ở trong đây hãy cùng ngắm biển với ta nhé. Ngay bây giờ, hãy cùng đón xem tôi là ai nha. Wow. Trời, tưởng anh rủ đi biển liền bây giờ. Wow. Anh nghĩ là em xuống kia em ngồi đi, để Lộc lên đây ngồi đi. Em thử một tí xem em đúng rồi, có chịu đổi bất tử không? Bây giờ đổi coi để em số 4 đi. Ok, đúng rồi, đúng rồi. Em thử em ngồi đây coi. Và bây giờ sẽ là lời chào của chàng trai hoàng tử số 4. Xin mời. Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là A Ngang. Ngang trong ngang tàn, ngang ngược. Mà thực chất tôi luôn là người thích thuận buồm xuôi gió. Sở thích của tôi là ca hát. Mặc dù tôi hát được hay, mọi người hãy đoán xem tôi là ai. Anh số 4 ngang ngược nè, chịu nè. Bây giờ tới chàng hoàng tử. Thôi, chắc đức vua quá. Cái độ tuổi này còn ngủ hoàng tử gì đúng nữa. Đúng rồi. Xin chào đức vua số 5. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Hoàng Minh. Từ nhỏ tôi rất thích những câu chuyện cổ tích, nên đến với chương trình tôi được tạo hình hoàng tử, tôi rất là vui. Mọi người hãy đón xem tôi là ai nhé. Ây chà, như vậy là chàng trai ở vị trí thứ 5 chứng tỏ là một người rất lạc quan, thích đọc truyện cổ tích ngay từ thuở nhỏ. Ngày hôm nay được mặc đồ hoàng tử trúng gu rồi nên vui cười hoài. Như vậy là chàng trai số 5 đến đây vì vui thôi chứ không phải là vì Lê Lộc. Chà, chắc đổi chỗ vậy phong thủy nó hợp hơn. Thôi về chỗ đi em. Anh đến đây vì Lê Lộc đúng không? Còn một anh cuối cùng. Đây mới là hoàng tử nè, nhìn rất là khôi ngô tuấn tú nè. Chàng trai số 6. Dạ, xin mời. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Phạm Trọng Thi. Tôi yêu cái đẹp và luôn tìm kiếm tình yêu hoàn hảo cho đời mình. Đó là Bạch Tuyết. Ủa? Môi đỏ như son, da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun. Hãy chúc phúc cho chúng tôi nhé. Và cùng đoán xem tôi là ai. Tóc gì đâu mọc xuống thế dưới đây dữ vậy anh. Không có màu để người ta so sánh, hiểu không? Đó chính là lời chào của gã sáu chàng trai. Bây giờ với vòng đầu tiên là ấn tượng đầu tiên, xin mời Vicky Nhung hãy đón chào từ khóa liên quan đến 6 chàng trai này. Xin mời. Làm tóc cổ trang. Ai trong số 6 chàng trai này làm ngành nghề là làm tóc cổ trang? Nếu mà làm tóc cổ trang thì em sẽ loại ra hai người.
tại sao liên quan gì tới tóc tai mà loại ra hai người? Thì bởi vì là làm tóc cổ trang thì sẽ thường ở trong nhà thôi, sẽ không thể nào mà có cái làn da dám nắng như là anh số 3 với số 4 được. Số 3 và số 4. Nãy giờ em có để ý anh số 3 với anh số 4, nhất là anh số 3 là cái phong thái anh như thế này này. Ừ, là sao? Làm tóc cổ trang thì người ta phải như thế này đúng không? Ừ. Đúng không? Cho nên là em nghĩ là không thể nào mà là anh số 3 được. Hợp lý. Thường nha, làm tóc cổ trang có nghĩa là họ phải đủ cái kiến thức về cổ trang trước đã. Thì những người đó thường là những người lớn tuổi nha. Ở tại sao lớn tuổi? Ủa trẻ cũng mê làm tóc cổ trang được chứ. Tại vì em đi nhiều đoàn rồi. Em nhìn những người mà làm về cái tóc nha. Cổ trang nó khó. Theo em thấy nó còn khó hơn cả phục trang đó. Theo Hữu Tính thì là làm tóc cổ trang thì sẽ đứng tuổi chật chật dạ, chạc hơn. Đứng tuổi. Có niềm đam mê về cải lương. Đúng rồi. Ở đây là có hai người số 2 và số 5. Đúng rồi, em đang nghi là như vậy. Anh vẫn nghĩ thiên về số 5 hơn. Nếu mà nói về yêu mến cải lương thì em lại cho là anh số 2. Đúng rồi. Tại vì hồi nãy cái văn nói của anh em nhớ luôn nè. Và dường như tôi đã gặp được tình yêu của đời mình. Đúng. Cách nhả chữ. Đúng rồi. Cách nhả chữ bên cải lương. Bây giờ để chắc ăn nè. Xài đặc quyền đi. Loại bớt ra. Em bớt lăng tăng liền. 3 dòng thì mỗi dòng em xài đặc quyền là hợp lý. Đúng rồi. Em sẽ sử dụng cái quyền là mình sẽ loại. Loại 50% ha. Xin mời giác quan thứ 6 hãy loại bớt 50% số lượng hoàng tử không có thích làm tóc cổ trang. Ba chàng nào đây? Đó chính là ba chàng ở vị trí số 2, 3, 5. Trời ơi. Trời ơi. Em cảm thấy như là em bị rơi vào trong một cái ma trận rồi. Em thì em thấy là số 5. Tại vì nãy giờ chú Mỉm Mỉm có vẻ như là đúng với cái nghề của chú hay sao á. Bắt đầu chương trình là đã như vậy rồi. Đã cười rất là nhưng tươi. Nhưng mà nè, chị nhìn hai anh còn lại. Anh số 2 và anh số 3 mặt nghiêm. Không phải cái công việc của người ta. Anh nhìn tới nhìn lui là anh thấy phong thái lại phải là số 2. Đó em đúng, cũng đang nghĩ là như vậy là... sao ta gọn gàng. Đúng, đấy là cái cảm giác của em. Mà cái giọng nói hồi nãy mà diễn diễn với Lê Lộc cũng nghi lắm nha. Mê cải lương, mê có cách nhả chữ như vậy. Còn anh số 5 thì nghe mộc mạc chất phát hơn. Hữu Tính là số 2, Lê Lộc. Em là số 5 đó. Số 5 đó. Thôi em sẽ thử tin theo cái trực giác của mình, đó là số 2. Như vậy chốt đáp án bằng cách nhấn chuông đi ạ. Hoàng tử số 2 là người làm tóc cổ trang. Hãy lộ diện đi, chàng có phải làm tóc cổ trang hay không? Như vậy chàng trai số 2 chính xác làm tóc cổ trang. Và bây giờ sẽ là niềm vui thứ hai với số tiền thưởng là bao nhiêu đây? Xin mời. Wow, 5 triệu đồng. Chúc mừng Vicky, bạn đã có chắc chắn 5 triệu đồng trong tài khoản của mình rồi. Và bây giờ hãy chào đón chàng hoàng tử không còn dính lời nguyền nữa mà có niềm đam mê về làm tóc cổ trang. Đây, xin mời bạn hãy giới thiệu đôi nét về mình. Xin kính chào tất cả mọi người. Mình là Hoàng Trương, là một nghệ sĩ tuồng cổ, hát cổ trang. Và mình cũng là giảng viên khoa kịch hát dân tộc trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Wow. Cô thấy luôn. Thành Hoàng Trương. Dạ. Hèn chi là cái đài từ cách nhã chữ. Đúng rồi. Và thông qua cái thần thái của thầy Hoàng Trương mà chúng tôi mới có dễ dàng phán đoán ra được cái tình yêu to lớn của mình dành cho nghệ thuật tuồng cổ. Thì về làm tóc đi, tại sao thầy Hoàng Trương lại yêu thích về cái mảng này? Thì thật ra đó là Trương tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu khoa diễn viên. Dạ. Rồi xong rồi nhà trường á mới thấy là hình như là mình có khiếu về hóa trang và làm tóc về tuồng cổ. Dạ. Và mình cũng suy nghĩ là có rất nhiều nghệ sĩ rồi nhưng về làm tóc cổ trang rất là hiếm. Cả thành phố thì chỉ có 1-2 người chuyên về làm tóc cổ trang. Dạ. Nên mình quyết định là đi theo con đường là làm tóc cổ trang. Như vậy một bộ tóc như vậy thì có chi phí nó có quá cao không? Bởi vì số lượng người sản xuất ra rất ít. Sân khấu cái lương mình sử dụng tóc thiệt không à. Một bộ là tầm khoảng 20 triệu. Trời ơi, mắc dữ đâu. Dạ. Và một người làm tóc cổ trang vậy ít nhất có khoảng là 5 đến 10 bộ. Cái một gia tài. Dạ. Như vậy thì việc làm tóc cổ trang với làm tóc thẩm mỹ, tóc giả ở ngoài á, nó giống và khác nhau như thế nào ạ? Tóc thẩm mỹ ở ngoài á thì nó cũng na ná như nhau thôi. Nhưng vì mình sử dụng trên sân khấu
thì tóc thật á, tại mình phải múa mai, mình hát, mình múa vũ đạo, mình vô bộ này kia nọ. Dạ. Ví dụ đào thì mình múa giày, dạ. Mà kép thì mình phải múa giày, dạ. Thì mình bay nhảy là tóc á, phải chắc nếu chắn. Mà tóc thiệt nó phải chắc chắn và nó không có bị rối, dạ. Còn tóc ni lông, tóc tơ đó là khi mình diễn cái là nó rối liền à. Nhưng mà sân khấu bây giờ gặp rất nhiều điều kiện và khó khăn, làm sao để thầy có thể kéo dài được với niềm đam mê đó ạ? Thì thật ra đó, cái nền sân khấu của mình nó không còn được thời hoàng kim như ngày xưa. Nhưng mà vì lòng đam mê, chính vì vậy mình cố gắng tận dụng những cái đêm diễn hoặc là mời mình làm đó, thì mình gom góp để mình để dành, dạ. Rồi mình mới để dành được bao nhiêu cái mình sắm thêm từ, dạ. Từ rồi mình làm cho các cô chú anh chị và học trò của mình. Dạ vâng, cảm ơn thầy Trương rất là nhiều và chúc cho thầy thật nhiều sức khỏe và đặc biệt là cái lửa nghề của mình sẽ truyền cho nhiều hậu bối hơn nữa. Dạ, xin cảm ơn thầy đã đến với Giác Quan thứ 6. Dạ, dạ, cảm ơn thầy. Như vậy là Vicky Nhung đã có được 5 triệu đầu tiên. Chà, tạo đà thành công nha Vicky nha. Cố gắng ở vòng 2 nhé. Và bây giờ sẽ là vòng 2 được mang tên Cảm Quan. Nào, chúng ta đến với những con số còn lại. 1, 2, 4, 5. Bạn chọn số mấy Vicky? Thôi bây giờ mới bắt đầu theo thứ tự. Là em thứ sẽ chọn tự. Số 1. Số 1. Và bây giờ xin mời từ khóa đằng sau số 1 là gì? Kèn pha gôn. Đây là một loại kèn rất là đặc biệt mà hiếm khi những khán giả Việt có thể nhìn thấy được. Nhưng nếu như ai yêu mến về loại kèn này thì biết là được cái độ khó cũng như là cái độ đầu tư cho cái kèn này như thế nào. Đây là một kèn khá là dài với cái âm của nó là âm trầm. Nó có một cái ống thổi cong như vậy nè, để mọi người thổi vào đấy. Thổi kèn. Thổi kèn là thì má sao? Phúng. Em cũng đang nghĩ là như vậy. Em cũng đang nghĩ là như em vậy. Em cũng bị chạy vậy luôn. Thêm một cái nữa, những cái người mà chơi nhạc cụ, nhạc cong là phải lớn tuổi. Nhưng mà bạn hãy cẩn thận, mỗi loại kèn sẽ tạo ra một cái dung nhan khác nhau. Thí dụ như chơi trompet, đúng không? Là trompet là mặt gì? Thì đó, tôi nghĩ tới cái kèn trompet, cái kèn trompet con kèn fagot là thổi sao? Thổi thì cái ống nó nhỏ hơn rất nhiều. Ống càng nhỏ thì cái hơi, cái mã càng phồng. Tính ra hôm nay chương trình coi như cái này là như cho không. Tại sao? Nhìn vậy có một người thổi kèn thôi. Chương trình lúc mà chưa mở ra lần thứ hai là em đã nghĩ trong đầu là anh số 5 rồi. Nhưng mà có điều là em không lẽ dễ như vậy. Lúc đầu anh cũng nghĩ là số 5 đó. Nhưng mà ngoài cái anh số 5 ra, chị còn nghi ngờ anh nào nữa không? Gọi là nghi ngờ nhẹ anh số 1 thôi. Em cũng vậy, em định nói luôn nè. Tại vì cái phong thái của ảnh rất là chỉnh chu. Nghĩ là ảnh là cũng chăm một cái đội kèn nào đó. Cũng hợp lý. Mà nè. Ơi. Tại sao chỉ có một mình anh số 1 là giấu cái tay đi? Lý do tại sao anh để tay sau lưng? Giấu cái tay đi để người ta không phát hiện mình chơi nhạc cụ. Nhưng mà chơi kèn thì bắt chứng gì chai tay mà. Kèn cũng có bấm vậy. Nhưng mà anh xa nha, em sao nhìn được ta? Hợp lý. Sao em vẫn thấy chú Chí Tài nhỉ? Em vẫn thiên chọn chú Chí Tài sao? Mình vẫn phân vân là số 1 với số 5 thôi. Đó, em chọn số 1 đó. Rồi, Lê Lộc số 1, Hữu Tính số mấy? Em nhìn một lần nữa, 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Đó là số. Anh số 5. Số 5. Anh có biết thổi kèn không? Không được trả lời đâu. Ê, anh, chị ơi. Cái gì? Anh số 5 có cái răng súng. Răng súng chứng tỏ là ống tiêu đã chấn vô cái răng. Không có thổi được. Ủa, anh tưởng đâu là nhét vô cái răng đi. Đôi khi thổi cái này mình túm lại. Không, đó là âm mưu. Nó lọt cái hơi ra. Không, nhiều khi thuyết âm mưu là anh phải cố tình bỏ đi cái răng đấy để có một cái luồng hơi lạ. Nãy giờ là mình cứ bị phân tâm, mình nói tới nó lui. Nhưng thật, những người mà chơi kèn thực thụ ai cũng bị phòng ít nhiều. Chứ không bình thường được nha. Cái đó là phòng. Chuyện thiệt. Phòng thì phòng nhưng không có súng. Vicky à, em có sử dụng quyền ưu tiên không? Em xài ngôi sao may mắn đi. Ngôi sao may mắn rất tự tin với quyết định của mình. Chúc đáp án là số mấy? Bấm chuông. Em chọn anh số 5. Số 5. Như vậy là với linh cảm của mình, nên lỡ có sai thì đổ thừa cho linh cảm chứ không đúng phải là thông minh hay không. Xin mời Giác Quan thứ 6 hãy tiết lộ kết quả. Đáp án đó chính là không chính xác. Trời người ơi. Chơi kèn là số 4. Oh my god. Wow. Nó rồi, không có thổi được đâu mà. Rồi ai nói những người chơi kèn bắt buộc phải má phính? Những người mà chơi kèn thực thụ
ai cũng bị phòng ít nhiều, nó không bình thường được nha. Trong khi anh số 4 kìa mà anh Vi Lai gần không, chết. Cái đấy là linh cảm của em. Bây giờ chúng ta hãy chờ đón xem đằng sau số 1 là bao nhiêu tiền mà Vicky đã bỏ lỡ. Xin mời. Lại còn ngôi sao may mắn đấy chứ. 15 triệu. 15 triệu. 1 triệu. 7 chua. Hay quá, đoán người không trúng đi, đoán tiền trúng quá vậy. Mất 15 triệu người ta kìa. Nếu như bạn đoán trúng là bạn được nhân đôi là 30 triệu rồi. Ủa quá. Không sao, vẫn còn 5 triệu, hơi đứt ruột một tí thôi. Không thể ngờ được đấy. Đấy, không ngờ được. Nè, chào đón anh chàng số 4, nghệ sĩ chơi kèn Fagot, xin mời. Xin chào hoàng tử. Dạ, chào anh. Hoàng tử tên thật là gì vậy? Dạ, An An luôn. Ủa, thiệt hả? Dạ. Ủa, tưởng dở. Anh nói vậy anh là mình là người nước nào? Dạ, em là người người dân tộc Dơ Lân. Dân tộc? Ở trên Kon Tum. Cái kèn đó thiệt tình là tụi tôi chưa thấy. Cái kèn đó dài bao nhiêu vậy, hoàng tử? Nó tầm 1.5 m. 1.5 m? Dạ. Dạ. Có phải là ở đầu nó có một cái ống tiêu nhỏ nhỏ để mình thổi vào hay không ạ? Dạ, cái đó là người ta gọi là bô can. À, bô can. Dạ. Dạ. Rồi để cái phần mà phát ra tiếng thì người ta gọi là cái dăm. Dạ. Và cái lưỡi gà thông thường. À, lưỡi gà. Vậy hình như cái loại kèn nào cũng có một cái lưỡi gà đặc thù riêng mình. Nhưng mà được cái là dăm cái kèn này thì nó là dăm kép. Dạ. Là mình cầm mình thổi nên mình được ra tiếng. Anh, nhưng mà trước khi chơi kèn thì mặt mình nó phồng hay nó hóp ạ? Thực sự thì thổi kèn nó phải chứ không nhất thiết là má phến lên. Đúng rồi. Không, em thấy má anh đang vi lai mà. Đúng ra thì là cái khí thì mình lấy từ dưới bụng lên. Mà cái đâu cần cái này phình lên đâu. Anh An ơi, bạn theo đuổi bộ môn này được bao lâu rồi ạ? Dạ thì tới hiện tại bây giờ là 6 năm mình học. Trời, 6 năm này chắc chuyên nghiệp dữ lắm rồi đó. Bạn biểu diễn ở những nơi nào? Thì hiện tại bây giờ cái chỗ làm của tất cả các bạn classic, dòng chơi nhạc dòng cổ điển đa số là chỉ vô được trong nhà hát thành phố. Và ngày hôm nay chúng tôi thật sự mong muốn được tận mắt chứng kiến màn trình diễn đến từ kèn Fagot được không ạ? Dạ. Xin mời An An. Điệu trầm bổng của cái kèn Fagot đã khiến cho chúng ta cảm nhận được một làn gió mới đến từ tài năng của Hà Ngang. Cảm ơn phần đệm đàn của Thủy Sang nữa, rất tuyệt vời. Các bạn cảm nhận như thế nào ạ? Em vẫn còn đang đắm mình. Wow. Tại vì rất là ít khi mà em có được một cái cơ hội mà thực sự là ngồi nghe nhạc sống và những cái giai điệu mà kiểu như này này. Bởi vì thực ra thì bình thường em làm quen với nhạc trẻ. Đúng vậy. Đúng rồi, nó sập sình rồi nó các thứ nó quen rồi. Đây là một lâu, sống lâu. Mới. Đúng rồi, đúng rồi. Nghe mấy nhạc cổ điển nghe thích lắm anh ha. Dạ, em mà rất thích. Em thấy cái âm thanh của cái kèn này phát ra nó lạ lắm. Gây nghiện đó em. Trước đây chương trình Giác quan thứ 6 đã mời đây khá nhiều nghệ sĩ là những nhạc công. Họ chơi violon hoặc là chơi kèn khác nhau. Nhưng mà họ phối hợp với những dòng nhạc EDM để có thể chạy theo những sự kiện. Nó phù hợp với những đối tượng giới trẻ. Và những khán giả trẻ sẽ có những góc nhìn nó rộng và mở hơn về những môn nhạc cụ mà tưởng chừng như chỉ hoạt động trong môi trường cổ điển mà thôi. Hy vọng là bạn có thể dành tặng cho quý vị khán giả nhiều cái màn tiết mục hấp dẫn với sự phối hợp với những dòng nhạc hiện đại hơn nữa. Cảm ơn A Ngàn rất nhiều. Cảm ơn Thị Sang. Và đây vừa đón chào quý vị đang quay trở lại với Giác quan thứ 6. Và bây giờ sẽ là vòng 3 được mang tên Trực giác. Ngay sau đây sẽ là đề bài tiếp theo. Và hy vọng bạn sẽ nắm chắc được may mắn trong tay của mình. Hãy lựa chọn con số của may mắn của mình đi. Em sẽ là số 4. Số 4. Và bây giờ sẽ là từ khóa liên quan đến số 4. Bóng đá nghệ thuật. Bây giờ Vicky Nhung hãy phán đoán xem
dùng linh cảm và trực giác của mình để chọn ra chàng trai nào chơi bóng đá nghệ thuật. Ở đây ấy, em đang nghĩ khả năng nhiều nhất là bạn số 3. Là mình nhìn chân tay đúng không? Mình nhìn có làn sự da đúng không? Rắn rồi. Đúng, đúng. Hợp lý, hợp lý. Không, nếu mà muốn nói về bóng đá nghệ thuật là phải dòm được cái chân. Cái đúng. Chân của anh số 1 đẹp hơn chân của anh số 3 chứ. Không hề, nếu mà trong bóng đá thì chân anh số 3 có vẻ đang đẹp hơn anh số 1. Tại vì từ vòng đầu đến bây giờ mỗi lần mà nói đến cái gì phát anh số 3 cũng mặt nghiêm trang như thế này. Đúng, đúng. Đây là vòng duy nhất mà anh ấy có cái sự gọi là để ý xem là có ai đang nói thì không. Đấy là cái cảm nhận của em thôi. Thôi em sẽ hỏi nhá, nhưng mà giờ hỏi cái gì giờ nhỉ? Đằng nào em cũng còn một quyền. Suy nghĩ trước câu hỏi đi, chỉ có một phút để hỏi thôi. Đúng, sao? Bạn hỏi ai? Em hỏi anh số 1. 60 giây hỏi dành cho chàng trai hoàng tử số 1, bắt đầu. Anh chơi bóng đá nghệ thuật được bao lâu rồi? Ê, liên quan đến nghề nghiệp, không được. Có vậy hả anh? Chết rồi, hỏi anh có bạn gái chưa? Anh có bạn gái chưa? Anh có gì kỳ vậy? Anh có mấy bữa? Khoan, đâu hỏi. Công việc của anh ở ngoài đường nhiều hay là ở trong nhà nhiều? Trong nhà. Công việc của anh có trước đám đông nhiều không? Có. Anh được trả lương theo giờ hay là theo tháng? Được nhiều tính nhiều. Được nhiều tính nhiều, gửi. Anh đây là thiệt đó. Tiếp đi. Và anh sở thích của anh là gì? Lúc rảnh anh thường làm gì? Hát cho con ngủ. Một tuần anh làm mấy ngày? 31 ngày. Nếu tháng đó có 31. Đó làm là suốt làm, luôn. Làm suốt cả 31 ngày. Làm suốt luôn. Anh thường làm vào tầm nào trong ngày? Có người thì có làm. Anh tự tìm. Con chơi đá banh với con không? Con chơi đá banh với con không? Hết giờ. 60 giây trôi qua nhanh quá. Căng ta. Nhưng mà cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thì đòi hỏi sức bật, sức bền và sức mạnh rất cao. Còn với bóng đá nghệ thuật thì lại đòi hỏi về sức dẻo dai và độ khéo léo, tỉ mỉ, nên thân hình có thể gọn gàng hơn. Các bạn hãy cẩn thận. Thực ra thì em vẫn có một cái linh cảm đấy là anh số 3. Anh sao chú Chí Tài vẫn nhìn em cười? Tôi nghĩ trong đầu, lớp trẻ tụi này mắc cười quá. Rồi, như vậy chúng ta đã trôi qua hết tất cả thời gian để khai thác thông tin rồi. Đưa ra quyết định cuối cùng của mình đi nào, Vicky. Thôi thì em cũng lại tin một lần vào trực giác của em. Trực vậy. Giác nào? Em chọn số 1. Số 1 và kết quả không được thay đổi nữa. Chàng hoàng tử số 1 có phải là người biểu diễn bóng đá nghệ thuật hay không? Xin mời. Kết quả là chưa chính xác. Người chơi bóng đá nghệ thuật đó chính là vị trí số 6, anh chàng Trọng Thi. Trời ơi. Trời ơi. Sao lại có thể như thế được? Và bây giờ chờ đón xem số tiền thưởng đằng sau con số 4 kia là gì nào. Vicky đã vượt mất bao nhiêu? Hy vọng là 1 triệu. 1 triệu thôi. 1 triệu đồng. 1 triệu thôi. 1. Trời ơi. Tôi nghe đâu đây tiếc xét đánh ngang tay. Em đã nói mà, em đã nói 25 triệu. Không sao, cơ hội vẫn còn mà. Tự tin lên. Nào, bóng đá nghệ thuật, Trọng Thi, biểu diễn đi nào. Đây, anh chàng nghệ sĩ đường phố đây. Người biểu diễn bóng đá nghệ thuật, Trọng Thi. Chào Vicky, chào. Dạ, chào anh. Mình chơi bóng đá nghệ thuật thì cũng 12 năm vậy rồi. Thì trong quá trình thì cũng đi tập bóng đá nghệ thuật, cũng đi biểu diễn nhiều. Với lại một cái nữa, bóng đá nghệ thuật thì thường là người ta không quan tâm đến cái vấn đề là phải có ngoại hình giống như cầu thủ thuần túy. Bộ môn này thì bất cứ ai cũng có thể trở thành nghệ thuật, chỉ cần mình có một quả bóng trên tay và mình phô diễn cái kỹ năng của mình với quả bóng đó là mình thành một nghệ sĩ bóng đá nghệ thuật. Nhưng mà phải làm được nha, chứ còn là không được thì thôi. Hỏi nhỏ một cái, ví dụ như là Thi chơi bóng đá cùng với những người đồng đội và đối thủ khác thì mình có áp dụng những cái kỹ năng về bóng đá nghệ thuật để trêu người ta không? Móc bóng hay nào cho tao quạo cộng gì chứ. Thật ra là bóng đá nghệ thuật là nó mang tính một cái vẻ đẹp đem đến cho người xem. Tức là mình làm và người ta xem thấy đẹp mà người ta thấy wow, nó hay và hấp dẫn. Chứ còn bóng đá thuần túy thì mình vào sân này mình mục đích là mình phối hợp với đồng đội, rồi mình tạo chiến thuật với huấn luyện viên và mình ghi bàn và mình giành chiến thắng, hoặc nó rèn những cái tư duy khác nữa, chứ nó không phải liên quan đến biểu diễn, không phải liên quan đến cá nhân. Bóng đá thuần túy là đồng đội, còn bóng đá nghệ thuật nó mang hướng cá nhân nhiều hơn, là một mình độc lập nhiều hơn. Cảm ơn Trọng Thi rất nhiều, và bây giờ hãy phô diễn tài năng của mình ngay trên sân khấu của Giác Quan thứ 6 đi nào. Xin mời bạn. Dạ. Yeah.
rất là tự tin luôn. Và rõ ràng chúng ta thấy được cái độ khó này nó không chỉ tập trung về cái phần dẻo dai nữa mà còn thiên về cái độ thăng bằng và cái kỹ thuật được rèn luyện rất là cao. Hy vọng tất cả quý vị khán giả cũng sẽ thừa hưởng được rất nhiều năng lượng tích cực đến từ phần trình diễn vừa rồi của Trọng Thi, và chúc cho Trọng Thi cùng với rất nhiều nghệ sĩ trẻ nữa sẽ theo đuổi được đam mê này của mình. Cảm ơn Trọng Thi rất nhiều. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Giác Quan Thứ Sáu. Đúng rồi, Vicky Nhung, em phải nhảy múa như vậy để tinh thần mình không bị tụt mút. Hey. Mặc dù hai số tiền thưởng lớn nhất đã trôi mất đi, mà sống là bằng niềm tin. Trực giác của anh là yên tâm đi, Vicky Nhung sẽ gỡ gạc lại với vòng tiếp theo được mang tên Lập Luận. Từ khóa nào liên quan đến con số số mấy đây? Xin mời Vicky chọn đi, 2 hay 5? Em sẽ chọn số 2. Số 2. Và bây giờ sẽ là từ khóa liên quan đến số 2. Nghệ nhân rau câu 3D. Kính thưa quý vị, để tạo nên được món rau câu bắt buộc phải có độ phúng phính riêng của rau câu, có độ đàn hồi cao. Đúng, nên chắc là chúng ta đã có cái trực giác của riêng mình rồi. Ai nào, ai nào, ban bình luận. Em nhắm là chú số 5 đó. Tại sao vậy hả? Thì tại vì câu hỏi cũng đã nói luôn, nghệ nhân, nghệ nhân là họ có nhiều kinh nghiệm, nên là ở đây thì chắc có lẽ là chú là một cái nghệ nhân. Tuổi đời tuổi nghề nó tương đương. Dạ đúng rồi. Còn Hữu Tính thì sao? Em giống suy nghĩ của Lộc, nghệ nhân là phải kinh nghiệm nhiều, kinh nghiệm nhiều là phải nhiều tuổi. Lần này thì thấy ban bình luận cùng đưa ra một sự lựa chọn. Còn Vicky, bạn hãy lập luận đi. Lần này ngoài trực giác ra, mình còn phải suy luận theo cái lý trí nữa. Trời ơi, lần này là cả trực giác, lý trí rồi tất cả mọi thứ, con tim rồi cảm cả cái xúc. Bụng rồi cả cái cảm xúc, tất cả đúng. Mọi thứ là đang dồn hết về chú số 5 rồi đấy. Giờ mình loại trừ từ từ đi. Đúng. Anh số 3 là nếu mà là một nghệ nhân làm về thẩm mỹ là cái bàn tay phải đẹp. Bàn tay anh số 3 hơi rám nắng. Bàn tay cái của anh số 5 á, thì nó cũng trắng hơn bình thường, thì rõ ràng anh ấy hoạt động và công tác ở trong nhà nhiều hơn là ngoài trời. Riêng cái anh số 1 là cân cân hoài, sao anh giấu bàn tay hoài vậy ta? Chú số 5 cười kìa. Chú số 5 mới anh cười. Cười anh cười hoài luôn mà. Vậy nè, hồi nãy chú cười giúp rất đầu. Cười đó. Bây giờ mình phải phân tích, một là chú số 5 là có thêm mà không đoán được. Còn hai là kia kìa. Là khác hướng với anh số 1. Riêng bản thân Hoàng Rapper đang nghiêng về anh số 5 nhiều hơn. Bắt đầu sống sánh rồi phúng phính. Chú số 5. Ban bình luận thì nghĩ là số 5 đúng không ạ? Hữu Tính, bạn nghĩ số 5 chứ số 5. Còn riêng bạn như thế nào? Con tim thì thuộc về chú Chi Tài. Lý trí thì thuộc về anh số 1. Bây giờ cảm xúc hay lý trí? Thôi theo trực giác tiếp vậy. Lập luận đủ rồi. Em sẽ theo số đông. Số đông là? Là số 5. Số 5. Như vậy là bạn quyết định lựa chọn chàng trai ngoài từ số 5 sao? Anh cười hoài. Anh cười nụ cười hoài nghi đó. Hồi nãy đoán ta cái kèn chú cũng cười vậy đó. Ừ. Nào, sống bằng niềm tin. Mình tin mình đúng chứ. Xin mời Giác Quan Thứ Sáu hãy lộ diện đúng hay sai đi nào.
cũng gọi là lấy lại được một tí cái thể diện phong độ nè. Và bây giờ sẽ là phần tiết lộ phần thưởng của bạn bao nhiêu tiền đây, xin mời. 10 triệu đi. 10 triệu, còn 10 triệu mà. 10 triệu. Yeah. Yeah. Như vậy là bạn đã có 15 triệu trong tài khoản của mình. Nhưng mà không biết là anh này nghệ nhân rau câu 3D anh tạo hình như thế nào. Chúng ta cùng tìm hiểu nào, xin mời. Xin chào anh. Chào Hoàng. Xin anh giới thiệu đôi nét về mình ạ. Mình là Hoàng Minh. À, mình làm rau câu đây được khoảng 10 năm. Anh Hoàng Minh làm rau câu được 10 năm rồi đó. Wow. À, làm dạy luôn. Dạy yeah. luôn. Như vậy thì không biết là cơ duyên nào đưa đẩy anh đến cái đam mê là rau câu 3D ạ? À? Thì nó cũng liên quan tới cái nghề chính của mình là bên dịch vụ tiệc. Dạ yeah. Rồi mình làm mấy món tráng miệng thì cũng liên quan tới rau câu. Dạ yeah. Rồi khi mà mình thấy những cái website mà về rau câu 3D á, thì mình cũng tìm hiểu và thiết kế ra những cái mẫu hiện tại như bây giờ. Một chút mấy bạn thấy. Dạ. Ủa anh Minh ơi, anh có phải là đầu bếp không? Mình là đầu bếp. Đó, hèn chi anh đam mê về ẩm thực. Mình có một số mẫu mình trưng bày sẵn rồi, mời mọi người nha. Xin mời anh Minh, xin mời anh. Và đây chính là những siêu phẩm của nghệ nhân tạo hình rau câu 3D. Cảm ơn anh đã giúp cho em hiểu rau câu 3D là như thế nào. Em lên coi được không? Dạ được, dạ được, mời cả nhà, mời cả nhà. Để em đợi nãy giờ. Đầu tiên là về cân nặng của nó. Em cảm nhận cái độ nặng nó khá nặng. Nặng lắm, ở dạ. đây khoảng 4kg. 4kg? Trời ơi. Anh ơi, rau câu mình ở trong nó có thành phần gì không anh? Để đổ được ổ này thì đầu tiên thì mình làm cái bay này là bay trong bằng da ly mới được. Dạ. Nó mới có độ trong để mình làm hoa mới thấy. Dạ. Và thí dụ mình có sử dụng nước dừa tươi thì cũng được. À. Và cái nền ở dưới, quan trọng là dưới đây thì là rau câu giòn. Thì thường thì khách á, sẽ thích cái vị gì thì mình làm cái vị ở dưới. Dạ. Tất cả các vị mình đều được cà phê, lá dứa, whipping cream, dâu, xoài, táo, gì siro, gì thì chocolate thì tùy mọi người. Rất là tinh xảo. Hay quá à. Ủa anh là mình làm ở ngoài trước rồi mình nhét vô hả? Hay là mình thì mình làm ngược em. Làm ngược á. Dạ. Xong rồi mình làm hoa ngược luôn. Rồi mình mới lật ra. À. Làm xong rồi mình mới lật lên. À, mình là mình hả? Làm ngược, mình không thấy gì đâu. À. Hay quá ta. Em nghĩ nó sẽ rất ngon anh ha. Thay vì mình thắc mắc thì mình thực thi luôn đi. À. Tính. Xin mời. Nè mọi người. Hữu Tính. Cùng hát một bài sinh nhật nè. Happy birthday to you. Hey, hey. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Họ nhìn tính sắc mà thấy thương hoa tiết ngọc luôn á. Cảm ơn mọi người. Nào mình thưởng thức xem. Thơm, thơm. Ngon hơn rau câu bình thường rất nhiều mọi người ơi. Anh ơi, một ổ này nè, với hai chế độ bảo quản khác nhau là ở ngoài với lại trong tủ lạnh á, thì thời lượng như thế nào ạ? Ở ngoài thì mình đi xa thì mình để cả ngày không sao hết. Cả một ngày? Cả một ngày, hoặc là em trên xe em đã có máy lạnh thì em để 2 ngày không sao. Còn em để trong tủ lạnh thì một tuần 10 ngày cũng. Hấp dẫn, hợp lý. Cảm ơn nghệ nhân Hoàng Minh rất nhiều. Dạ. Quý vị ơi, chúng ta đang quay trở lại với giác quan thứ 6. Và bây giờ sẽ là vòng quyết định, vòng cuối cùng rồi. Hai chàng hoàng tử, nhưng chỉ còn một ô số thôi. Đó chính là ô số 5. Và chắc chắn bên trong là 1 triệu. Bây giờ 1 triệu có thuộc về bạn hay không? Khi bạn đoán trúng ai trong số hai chàng trai đó có từ khóa sau đây. Xin mời. Từ khóa là dễ thương quá à. Em thì em cho là anh số 3. Là anh bán phở. Tại sao? Em có linh cảm là anh số 3 hơn. Tại vì nhìn cái nét của anh kiểu thật thà đúng không? Thật thà. Ít nói. Dạ. Hữu Tính. Em nghĩ số 1. Tại sao? Cảm nhận. Cảm nhận. Linh tính. Rõ ràng kỳ này là giác quan thứ 7 của em. Chủ nhật. Hôm nay chủ nhật. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Giác quan chủ nhật là đúng đó. Tôi cũng có một cái cảm giác giống như Hữu Tính vậy đó. Bởi vì tôi đang nhớ là những cái yếu tố mà chúng ta đã tìm hiểu. Anh chàng số 1 ngẫu nhiên. Bây giờ nghĩ coi công việc bán phở với những gì mà anh ấy đã chia sẻ. Bán nhiều ăn nhiều ha. Ngày nào cũng làm, có nghĩa là bán phở ngày nào cũng bán. Với những gì mà anh ấy đã chia sẻ thì khá là khớp với yếu tố bán phở. Nhưng còn anh số 3 là anh chàng bí ẩn quá. Như vậy là Lê Lộc thiên về số 3. Đúng rồi. Còn Hữu Tính thiên về số 1. Số tôi 1. Thiên về số 1. Vicky cũng thiên về số 1. Vì những cái câu hỏi mà mình hỏi từ lúc nãy ấy, thì đến bây giờ đúng là thấy rất là ăn khớp luôn. Quyết định đi, thời gian không còn nhiều nữa. Vicky. Số 1. Cái linh cảm của em vẫn hơi nghiêng nhẹ về anh số 3. Nhưng mà
Thôi rồi, em sẽ chọn đáp số 1. Số 1. Như vậy chuông đã được bấm và kết quả không được thay đổi nữa. Sự lựa chọn này chúng tôi xin được ghi nhận. Trước khi biết được 1 triệu có thuộc về bạn hay không, hãy tìm hiểu từ khóa tiếp theo. Xin mời, từ khóa cuối cùng là huấn luyện viên yoga rồi. Trời ơi, rồi xong sai luôn rồi. Yoga công nhận là có thể ở trong nhà cũng được, nhưng mà cũng có thể ngoài trời, ngoài biển, nên làn da nó rám nắng thì cơ hội số 3, anh số 3 là yoga cũng có lý. Nhưng mà vấn đề anh số 1, anh đẹp quá, body anh đẹp quá. Đúng rồi, anh chạy anh yoga được, tại vì không biết cái nghề cuối. Đúng. Bây giờ anh bắt đầu cái anh muốn bỏ cái vụ hỏi nhanh đáp nhanh nè. Đúng rồi. Không liên quan. Cái vụ hỏi nhanh đáp nhanh là nó làm cho mình bị phân tâm rất là nhiều trong những cái vòng sau. Bây giờ sẽ là một câu hỏi đến từ chương trình. Bạn có muốn thay đổi kết quả hay không? Với một điều kiện. Nếu như bạn đổi kết quả, nếu như trúng, số tiền thưởng chỉ còn 500 ngàn nữa mà thôi. Nếu như sai coi như mất sạch 1 triệu. Sẵn sàng chưa? Đổi chưa? Đổi, anh sống đổi. Sống trên đời không có lập trường. Là sao bây giờ anh chỉ đổi là anh số 3 bán phở hả? Ừ. Lê Lộc, quyết định của bạn, ai là người bán phở, ai là huấn luyện viên yoga? Thì em vẫn cho là anh số 3 bán phở. Số 3 là bán phở. Số 1 là huấn luyện viên yoga. Đó là sự lựa chọn của Lộc và tôi cũng đang thiên về Lộc đó. Dạ. Con Hữu Tính. Cấn liền, cấn liền. Thà đừng có hiện cái huấn luyện viên yoga đúng không? Thì mệt chứ sao? Thì mệt. Em phát hiện ra một điều. Sao? Yoga thường rất là cân bằng. Cân bằng, đúng. Anh số 1 đứng cực kỳ cân bằng. Đúng. Anh số 3 người hơi nhảy. À, người hơi nghiêng. Mà góc này là góc có thể là thái thịt. À, thái thịt. Bỏ quá thái. À, không rồi. Đúng rồi. Giữ như cũ đi, giữ như cũ đi. Sao vậy? Ừ, tại anh nghĩ vậy như anh nói đúng. Yoga có nghĩa là sự dẻo dai nha. Đúng. Chứ không cần yoga là phải đẹp phải đâu. Bạn giữ lập trường hay thay đổi kết quả? Nói một bán phở đi. Một bán phở hả? Ừ. Yoga. Bấm thôi, đi. Em thử gọi là đúng nghĩa là giác quan thứ 6 của em đi. Giác quan thứ 6 là em sẽ đổi. Đổi. Như vậy là người chơi chúng tôi là Vicky Nhung đã quyết định thay đổi cái sự lựa chọn của mình. Ngay sau đây sẽ là phần tiết lộ kết quả. Xin mời. Và người bán phở. Cái đèn đó là thấy chưa? Cãi anh, thấy chưa? Như vậy, chàng trai hoàng tử số 1 là người bán phở. Đương nhiên, người đèn đỏ số 3 là người huấn luyện viên yoga. Và sự thay đổi quyết định của Vicky Nhung hoàn toàn không chính xác. Xin chào hai bạn, đến đây nào. Mời bạn giới thiệu với mình. Mình là Linh Phong, năm nay 33 tuổi. Và công việc hiện tại của mình là kinh doanh quán phở. Quá khớp luôn à, quá khớp. Giận hết sức giận à. Đến lại được 1 triệu rồi. Tại anh nó mất 1 triệu, đền bù mấy tô phở nha. Mời bạn. Lần đầu tiên thì cho phép em chào anh Hoàng, chị Lê Lộc, anh Hữu Tính và chị Vicky Nhung. Em tên đầy đủ là Lâm Hoài Phong, năm nay em 25 tuổi. Công việc chính của em hiện tại là huấn luyện viên yoga. Anh theo yoga được bao lâu rồi? Hơn 3 năm á. Hơn 3 năm rồi. Dạ. À, như vậy là lát nữa chúng ta hãy thưởng thức vài động tác của anh nha. Dạ. Được không ạ? Dạ có. Đó là Hoài Phong, còn Linh Phong nè. Bạn bán phở được bao nhiêu lâu rồi? Mình bán phở chưa đầy 1 năm. Ồ, vậy là cái tiệm ở nhà mình hay là mình thuê mặt bằng? Mình thuê mặt bằng. Thuê mặt bằng luôn, làm chủ luôn. Không biết là đến với chương trình thì anh có sẵn sàng đẩy cái xe phở của mình ra để trình diễn cái tài năng phong canh cúc của mình không? Mình thì chắc có thể là ở đây mình không có chuẩn bị được, nhưng mà mình có lúc mà Vicky Nhung có hỏi mình là cái sở thích của anh là gì, mình có thể là hát ru cho con. Thì có thể mình gửi tặng tất cả các vị một ca khúc mà có thể nó là thể hiện một cái sự đam mê nào nhỏ của mình. Wow. Dạ vâng. Và bây giờ xin mời quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình, chờ đón xem phần trình diễn của hai anh chàng mang tên Phong sẽ như thế nào nhé. Xin mời quý vị. Kính thưa quý vị, và bây giờ sẽ là những bài tập yoga đến từ huấn luyện viên mang tên Hoài Phong. Xin mời ban bình luận cùng với nghệ sĩ khách mời chú ý theo dõi. Wow, wow. Wow. Bầy đôi ba chim với nước non. Wow.
tuyệt vời, rất là dẻo dai, uyển chuyển, đến từ huấn luyện viên rất chuyên nghiệp mang tên Hoài Phong. Bạn làm chúng tôi rất bất ngờ, khác hẳn với hình tượng hồi nãy trong bộ đồ hóa trang. Đúng, chính xác. Giờ nè, một cơ thể rất là cân đối. Xin cảm ơn huấn luyện viên yoga Hoài Phong. Cảm ơn. Quý vị thân mến, và bây giờ sẽ là món quà tinh thần đến từ ông chủ tiệm phở mang tên Linh Phong với bài hát là Từng Yêu. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bằng có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau, có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em buồn sâu, có đắng cay nào bằng em vội vàng quá mau, người đàn ông đang đi bên em là người sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao. Nếu một ngày người em không yêu bồi bàn, em đừng cần những thứ cao xa. Nếu sau này hóa ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em sống. Anh vẫn chờ em sống một mạng, biết em thương người ấy đã rất nhiều. Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu, trái tim em giờ đã quen luôn chiều. Xin đừng quên ta đã từng yêu, xin đừng quên. Cảm ơn Linh Phong rất nhiều, một tràng pháo tay dành cho anh Phong. Dạ, cảm ơn anh. Và bây giờ xin mời quý vị nghỉ ngơi trong giây lát quý vị nha. Kính thưa quý vị, tất cả những vòng thử thách đã trôi qua rồi và bây giờ sẽ là phần thưởng dành cho Vicky Nhung ngày hôm nay. Với sự cố gắng vận dụng tất cả những trực giác của mình, bạn ấy hoàn toàn xứng đáng với phần thưởng này. Số tiền thưởng 15 triệu đang nằm trong thẻ tài khoản của bạn. Với chiếc máy ATM thần kỳ này, nó có một mini game thú vị lắm. Xin mời bạn đưa thẻ vào trong máy. Đút thẻ vô, đúng rồi, cái mã vạch phải đưa vô. Chào mừng quý khách đến với ngân hàng của giác quan thứ 6. Xin mời Vicky Nhung để kích hoạt thẻ. Quý khách vui lòng bấm một trong ba nút bên dưới. Ba nút này tượng trưng cho ba điều, nhưng mà nó nằm ngẫu nhiên lắm. Một là giữ nguyên số tiền thưởng 15 triệu. Hai, được nhân đôi. Ba, chia đôi. 15 triệu chia 2 còn 7 triệu 500 ngàn đồng. Sao đến cuối cùng rồi vẫn bắt em phải lựa chọn? Em ơi, ban bình luận còn giá trị lợi dụng, hỏi đi. Ban bình luận ơi, hỏi ghê nhỉ. Ban bình luận, theo các bạn nên chọn màu nào? Rõ ràng là ngày hôm nay chúng ta bị gạt khá nhiều. Đúng. Thấy như vậy mà không phải như vậy. Hồi xưa giờ cứ nghĩ cái nút xanh sẽ là cái nút để đi tới luôn. Đúng. Nhưng có khi chương trình gạt chúng ta. Đúng. Cho nên nút đỏ sẽ là nút dừng lại. Đúng. Mất tiền hoặc gì đó. Cái nút đỏ nó hay xui, đúng không? Đúng. Có thể hôm nay nó may mắn. Em nãy giờ em lại đang định ấn nút màu xanh rồi. Gì hả? Bình thường là em thích màu đỏ nha, nhưng mà hôm nay em lại thích màu xanh.
Cái nút màu xanh á là nút nãy giờ em cũng muốn nhắm tới rồi đó. Nhưng mà cái nút nào mà em nhắm á thì chị nên chọn nút khác. Đúng rồi đó. Tại sao em lại nhắm cái nút mà hiệp sĩ Vicky Nhung mà. Đưa ra lựa chọn đi. Bây giờ em sẽ nhắm mắt. Em sẽ nhắm mắt và tay em đặt vào cái nào em sẽ ấn cái đấy. Còn 5 giây. 1, 2, 3. Đâu rồi? Như vậy Vicky Nhung đã bấm nút màu vàng. Giữ nguyên 15 triệu đồng. Được không? Được không? Chúc mừng bạn. Còn hơn là bấm vào nút chia đôi. Như vậy 15 triệu chính là số tiền thưởng mà Vicky Nhung hoàn toàn sở hữu trong ngày hôm nay cùng với giác quan thứ 6. Chúc mừng bạn. Xin mời. Yeah. Một lần nữa xin cảm ơn ban Bình Bựa ngày hôm nay đã đưa ra rất nhiều lời tư vấn giúp cho Vicky Nhung nhà dục mất 25 triệu rồi mất luôn 15 triệu nữa. Cảm ơn Vicky Nhung rất nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Giác quan thứ 6 sẽ được tiếp tục phát sóng vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.